Xin kính chào toàn thể cô chú và anh chị đã trở lại với kênh YouTube của Xe Đẹp 88. Em là Trọng Xe Đẹp đây. Thì tiếp nối cái chương trình chia sẻ báo giá cái mẫu xe dòng xe Kia, thì hôm nay em sẽ lên cho bác một loạt những cái mẫu xe dòng xe K3000 nhé. K3000 đã 2012 và 13 nhé, là hai đời đấy thôi, chỉ hai đời thôi, đời 12 và đời 2013, sẽ là những hình ảnh và báo giá rất là chi tiết và cụ thể. Anh chị em đang quan tâm để cái mẫu xe nào có thể kết nối với em qua số điện thoại được ghi trên màn hình các bác nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả những cái mẫu xe K3000 đời 2012. Trước mắt các bác đây là một cái mẫu xe Kia K3000 đời 2012, mẫu xe biển số 34C17810, một mẫu xe tải trang bị đầy đủ điều hòa cũng như là lót sàn inox rồi, toàn bộ thành thùng cũng là inox rồi các bác nhé. Đấy, đời 2012, tải trọng của mẫu xe này là 1,4 tấn hạ tải xuống còn 1,1 tấn, trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn, xe không lỗi gì cả. Vậy chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết mẫu xe này các bác nhé. Trước tiên thì về phần tổng thể sơn xi này. Đấy, sơn thì đã có một số chỗ bắn tỉa qua, những cái mã kính đời 2011 còn nguyên nhá, những cái mã kính đời 2011 còn nguyên này. Đấy, mã kính còn nguyên này, tổng thành toàn bộ phần tắp bi cửa đây. Đấy, có cả phần loa này, đấy, tắp bi cửa, phần đại thì tay và toàn bộ cái vị trí phần lên xuống kính này hoạt động tốt các bác nhé, hoạt động tốt, đèn còi xi nhan điện đó đầy đủ, điều hòa hoạt động tốt, tất cả những phần hộp để đồ cũng rất ok. Đi tới phần nội thất thì với nội thất màu đen, ghế bọc da rồi nhá, ghế bọc da, trần thì là trần lỉ nguyên bản nhá, trần lỉ nguyên bản đó. Tổng thành toàn bộ phần vô lăng này nó khá là sạch sẽ, rất sạch sẽ nhá, còn rất đều xe đó. Tiếp tới toàn bộ phần đài FM, loạt hệ thống âm thanh radio hoạt động tốt các bác nhé. Loa điều hòa thì hoạt động mình đầy đủ đấy, tất cả có 4 nấc điều hòa này, 4 nấc quạt gió này. Đấy, chiếc xe này thì điều hòa là điều hòa công ty phải, em không nhớ, không nhầm là điều hòa công ty các bác nhé. Toàn bộ phần mặt bằng tắp lô tương đối là sạch sẽ nhá, rất sạch sẽ và vẫn còn những độ nhám nhất định, nó không bị bạc màu quá là nhiều. Đời 2012 các bác nhé. Cái xe này thì cũng có trang bị thêm là khóa khiển đây, cũng có trang bị thêm khóa khiển đây đó, trang bị thêm khóa khiển các bác nhé. Đó, ok, đi vào phần thùng luôn đấy, sẽ lướt qua bởi vì là nhiều chiếc xe này có không gian thôi, còn nhiều chiếc xe thì nó không có không gian thì khó để chia sẻ phần thùng xe được. Đấy, đây, phần thùng xe thì đã được lót sàn inox rồi các bác nhé, đã được lót sàn inox đầy đủ điều hòa và toàn bộ đây, phần sàn này toàn bộ phần sàn inox nhá, bên dưới là sàn sóng các bác nhé, bên dưới là lớp sàn sóng, có hai lớp sàn. Ngoài ra phần thành thùng thì cũng đã được cũng là inox này, thành thùng cũng là inox này. Đấy, đây rất là dày dặn, lớp inox rất là dày dặn các bác nhá. Đó, Kia K3000 đời 2012, mẫu xe biển số 34C17810, tải trọng là 1,4 tấn hạ tải xuống còn 1,1 tấn, trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn rồi, với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này là 235 triệu đồng các bác nhá, 235 triệu đồng cho mẫu xe này. Và các bác kết nối với em sẽ chắc chắn sẽ được cái mức giá nó tốt hơn và ưu đãi hơn nữa các bác nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả thêm một số những cái mẫu xe K3000 đời 2012 và đời 2013 nữa các bác nhé. Tiếp tới là một cái mẫu xe K3000 đời 2012 nhưng với cái góc quay nó hơi bị hẹp một chút. Đây, cũng đã có hình ảnh chi tiết rồi. Biển số 12C09818, Kia K3000 đời 2012, biển số Lạng Sơn. Tải trọng thì là 1,4 tấn hạ tải, đầy đủ điều hòa, lót sàn, có cả màn hình và có cam rồi các bác nhé, có cả cam rồi. Đây, hẹp quá nhỉ. Đấy, và hiện tại đang có rất là nhiều xe thì đâm ra là cái góc quay nó sẽ không được rộng rãi cho lắm. Và cái mẫu xe này thì cũng đã có hình ảnh rất chi tiết rồi. K3000 đời 2012, tất cả những cái mã kính còn nguyên này, mã kính này, đấy, đời 2012 nhưng có mã kính đời 2011 nhé. Đấy, cũng đã có chia sẻ rất là nhiều lần những cái nó sản xuất mã kính theo lô, nên là những cái mã kính này nó sẽ sử dụng hết cái mã kính đời này thì mới tới mã kính đời sau. Đây là toàn bộ phần chìa khóa của nó đây, cũng có khóa khiển này, đây cũng có khóa khiển này, cũng có màn hình cũng như là cam hành trình các bác nhé, cũng có cả cam hành trình đó. Ok, Kia K3000 đời 2012, tải trọng là 1,4 tấn hạ tải xuống còn 1,1 tấn 2,
đầy đủ điều hòa và lót sàn rồi. Anh chị em mà cần thêm cái thông tin chi tiết có thể kết nối với em ngay qua số điện thoại là 0975 180 77 và 0981 188 765 để có thêm mức giá ưu đãi hơn. Và mức giá đang em chia sẻ cho mẫu xe tải này là 235 triệu các bác nhé, 235 triệu đồng cho mẫu xe này, chắc chắn là có chất lượng cho anh chị em nào thiện chí. Tiếp tới đây cũng là một cái mẫu xe K3000 nữa. Bây giờ em sẽ lên tới đời 2013 cho các bác nhé. 19C10240 Kia K3000 đời 2013. Đây là một mẫu xe đời áp chót của dòng xe Kia K3000. Tải trọng của nó là 1,4 tấn hạ tải. Chiếc xe này thì hạ tải được có 1,1 tấn các bác nhé. Màu xanh bộ đội, biển Phú Thọ. Đăng thông tin đăng kiểm của nó thì còn tới tháng 1 năm 2023. Và những cái mẫu xe K3000 đời 2013 này hiện tại đăng kiểm đang là 6 tháng một lần các bác nhé. Đang là 6 tháng một lần. Và đấy, đối với cả dòng xe đời 2014 thì hết năm nay sẽ chuyển sang là 6 tháng các bác nhé. Đấy. Đầy đủ, đầu tiên là về tất cả cái mã kính này, mã kính nguyên bản này. Đây. Cái mã kính nguyên bản này. Đó. Phần thành thùng thì là cái thùng inox các bác nhá. Và chiếc xe này cũng đã được lót sàn inox rồi. Sơn thì sơn zin. Đây sơn zin này, còn một phần sơn zin này. Đó. Tiếp tới là phần tắp bi cửa thì rất là sạch sẽ. Toàn bộ phần bệ tì tay và tất cả những cái phần ghế thì đã được bọc da, nội thất thì ghế đã được bọc da rồi. Xe này cam kết cho bác không có va chạm gì cả. Toàn bộ hệ thống âm thanh, radio cũng như là điều hòa hoạt động tốt các bác nhá. Hoạt động tốt. Đó. Chân thì là chân lỉ nguyên bản đây. Chân là chân lỉ nguyên bản rồi. Đó. Ok. Cái không gian của chiếc xe này nó sẽ đáp ứng, nó có thể là giúp cho các việc xem xe dễ dàng hơn. Đấy. Đó, sơn thì là nguyên bản các bác nhá, sơn là nguyên bản. Có một số chỗ bắn tỉa nhà lại, có một số thì chưa. Đó. Về phần lót sàn. Về phần lót sàn chúng ta kiểm tra đây. Chiếc xe này thì cũng đã được lót sàn inox rồi. Khá là vuông vắn và lo vén, lo ốp lốc lên tới mép thành thùng này luôn. Mép bừng thành này luôn. Đấy. Tổng thành đây. Toàn bộ cái phần sàn này. Sàn inox vuông vắn, không có móc méo gì cả, không móc gì cả. Bộ hệ thống sàn sóng cũng vậy. Nó có hai lớp sàn các bác nhá. Một là cái lớp sàn sóng bên dưới và hai là cái lớp sàn inox bên trên này. Đó. Kia K3000 đời 2013. Tải là 1,4 tấn nhá, tải trọng là 1,4 tấn hạ tải. Với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này là 252 triệu các bác nhá. 252 triệu đồng cho mẫu xe Kia K3000 đời 2013. Tải trọng là 1,4 tấn hạ tải. Và đối với dòng xe K3000 đời 2013 nó sẽ có những cái mức giá trải dài từ 245 triệu cho tới 252 triệu tùy vào độ đẹp của từng xe. Nên các bác có thể là theo dõi và tham khảo các bác nhé. Lách vào cái không gian hẹp bên này thì lại cùng đến với cả một cái mẫu xe K3000 đời 2013 nữa. Mẫu xe biển số 17C13647. Cái mẫu xe này thì trên kênh YouTube của Xe Đẹp 88 cũng như là các kênh fanpage em cũng có chia sẻ cái mức giá cũng như là thông tin hình ảnh rất là chi tiết cụ thể cho mẫu xe này rồi. Cùng cái mức giá là 252 triệu nhé. Cùng cái mức giá là 252 triệu đồng cho mẫu xe K3000 đời 2013 này. Đấy, sơn zin nguyên bản, máy móc nguyên bản các bác nhé. Máy móc nguyên bản. Xe thì cam kết cho bác không đụng va chạm gì cả. Và thời điểm này thì anh chị em xem xe mua xe sẽ có thể sở hữu xe với mức giá ưu đãi hơn nữa các bác nhé. Đó. Không gian hơi hẹp nên các bác có thể thông cảm thêm chút. Đầy đủ điều hòa cũng như lót sàn rồi nhé. Đã đủ đầy đủ điều hòa lót sàn rồi. Anh chị em mà đang quan tâm mẫu xe này thì vui lòng kết nối với em ngay qua số là 0975 180 777 và 0981 188 765 để có thêm thông tin và mức giá tốt nhất. K3000 2013 tải trọng là 1,4 tấn hạ tải xuống còn 1,2 tấn. Đầy đủ điều hòa lót sàn, đăng kiểm dài, đăng kiểm từ tháng 2 năm 2023. Xe thì cam kết cho bác là không đụng va chạm gì cả các bác nhé. Đã cam kết về vấn đề đâm đụng là không đụng này. Giấy tờ chuẩn chỉ này, đấy có thể hỗ trợ các bác về thủ tục rút hồ sơ tên nhanh chóng dễ dàng thôi. Đó các bác nhé. 17C13647 K3000 2013 với mức giá là 252 triệu các bác nhé. 252 triệu đồng. Đó. Đây, tiếp tới cũng là một cái mẫu xe K3000 đời 2013 nữa. Và cái mẫu xe này thì đang em để với mức giá ưu đãi là 245 triệu nhé. 245 triệu đồng. Nên anh chị em mà quan tâm kết nối với em, K3000 đời 2013 tải trọng là 1,4 tấn hạ tải. Đấy, cái không gian nó góc nó hơi bị hẹp bởi vì có nhiều xe quá. Đó. K3000
kết nối với em để có thêm thông tin chi tiết nhé. Đó, cũng là một mẫu xe K3000 đã 2013 đây, biển số 34C05217, Kia K3000 đã 2013, tải trọng là 1,4 tấn hạ tải, và mẫu xe này thì tải nó hạ được còn 1,1 tấn nhé, 1,1 tấn này đấy. Đăng kiểm thì còn tới tháng 1 năm 2023 và vẫn là đăng kiểm 6 tháng một lần. Đấy, đầy đủ điều hòa cũng như lót sàn. Hiện tại thì riêng cái màu xanh bộ đội đời 2013 đã có 1-2-3 mẫu, 3 mẫu đời 23 rồi. Đó. Đi tới phần nội thất thì đây. Nội thất thì ghế bọc da rồi, tất cả những cái mã kính đều nguyên bản nhá. Tất cả những cái mã kính đều nguyên bản. Anh chị em mà đang quan tâm đến những cái mẫu xe tầm tiền như thế này có thể kết nối với em. Em sẽ quay review chi tiết từng mẫu xe cho để anh chị em có thêm sự tham khảo và sở hữu xe với cái mức giá tốt nhất nữa nhé. Đó, tốt hơn nữa. Đó, đây, ghế bọc da rồi này, trần đỉnh nguyên bản này, điều hòa đầy đủ, đài FM. Đấy em thôi, chưa có trang bị thêm những cái option gì cả. Đó. Với mức giá là 252 triệu, tất nhiên là có thương lượng cho anh em nào thiện chí khi kết nối Zalo với em, và số điện thoại là 0975 180 777 và 0981 188 765 bác nhé. 34C05217 Kia K3000 đời 2013 với mức giá 252 triệu đồng, tất nhiên là có thương lượng các bác nhé. Vào phía khu vực, vào phía khu vực bên trong đây thì chúng ta cùng đến với cả một mẫu xe K3000 đời 2012, mẫu xe biển số 34C32844 các bác nhé, 34C32844, Kia K3000 đời 2012, tải của nó là 1,4 tấn các bác nhé, tải 1,4 tấn hạ tải, chúng 1,2 tấn, được tải khá là nhiều. Tổng thành nội thất xe thì cam kết cho bác không đụng qua chạm này, ghế thì bọc da này, đấy, ghế bọc da rồi, trần thì trần cũng đã được làm trần rồi nhá, cũng đã được làm trần rồi, bọc trần khá là sạch sẽ, đó. Nội thất thì cũng được cơ bản thôi, không trang bị quá là nhiều những cái màn hình hay gì cả. Đài FM, điều hòa đầy đủ, tất cả phần hộp để đồ này nó còn vuông vắn và nó còn sử dụng tốt các bác nhá. Và với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này, đối với mẫu xe K3000 đời 2012 này là 235 triệu đồng các bác nhá, 235 triệu đồng cho mẫu xe này, Kia K3000 đời 2012. Đó, thế vừa rồi đó là những cái hình ảnh báo giá những cái mẫu xe K3000 đời 2012 và đời 2013, tầm tiền từ 235 triệu đồng cho đến 252 triệu. Anh chị em là đang quan tâm đến cái mẫu xe nào thì kết nối với em qua số điện thoại là 0975 180 777 và 0981 188 765 để có thể sở hữu xe với mức giá ưu đãi nhất. Em là Trọng Xe Đẹp, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ cũng như là báo giá chi tiết dòng xe Kia cũng như là những cái mẫu xe dòng xe Olin ở video lần sau. Xin chào.